chị vào đây. Này lại đến cái mùa là đó, sẽ lửa đó, sẽ lửa đây mới à, mới à, đây 200 yên à, đứng đây nó chạy theo nhau. Cái xếp hàng đây hả? Chạy ra đây. Mì đó xé cho cá ra nó nhồi lên mới nhiều. Xé nhỏ ra. Xé chút xíu thôi nè. Ở đây là cái hồ cá này, là hồ cá chép Nhật này. Con nào nó cũng to, nói sợ luôn. Chị chưa biết chụp ngay vô miệng con chê cá luôn. Mời ơi. Cá đang hát chụp ngay vô miệng.
3 người thì nó sẽ rẻ hơn. 4 người thì 4 người đây nè, nhìn trong đây nè, 4 người đây nè, 1, 2, 3 này, 3 vé nè, đây là 4, ngon. Thấy không?
Thank you.